Xin kính chào quý vị khán giả. Dự kiến trong ngày hôm nay thì thương hiệu GS25, chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn nhất của Hàn Quốc sẽ chính thức khai trương tại Việt Nam, và cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh. Với một tuyên bố hùng hồn, chúng tôi sẽ trở thành số 1 tại Việt Nam sau 3 năm nữa. Cuộc phỏng vấn với giám đốc GS25 Việt Nam trên trang tin Cafebiz tiết lộ là thương hiệu này dự kiến sẽ mở thêm tới 2.500 cửa hàng trong 10 năm tới. Điểm khác biệt của chuỗi cửa hàng như những hình ảnh từ trang tin dinh là cung cấp các sản phẩm chuẩn hàn như là mì hộp hay là những thức uống có vẻ ngoài độc đáo từ chính nhà máy tiệt trùng của GS25. Bên cạnh đó thì việc liên kết với một doanh nghiệp nội chuyên về bất động sản và bán lẻ cũng sẽ giúp cái hãng này tăng tốc độ mở cửa hàng. À, nhớ lại vào hồi tháng 6 năm 2016 thì 7-Eleven cũng đã xuất hiện ở Việt Nam với nhiều chủng loại hàng từ Mỹ và Nhật với điểm nhấn là những suất ăn trưa bình dân hay như là Family Mart thì không chỉ dừng lại ở việc là bán thực phẩm ăn nhanh, ở dịch vụ giao hàng mà còn có thể mua vé tàu, vé xe hay là xem phim rồi rút tiền. À, chưa kể tới hàng loạt à, tên tuổi đình đám khác như là Vinmart, Circle K, Mini Stop, Shop and Go, hay là các chuỗi siêu thị mini như là Coop Food, à, Satra Food, Hapro Food, à, rồi bách hóa xanh. Thị trường các chuỗi cửa hàng tiện lợi được dự báo sẽ là cuộc cạnh tranh không khoan nhượng, mà mỗi chuỗi cửa hàng đều cần phải có chiến lược riêng. Tờ diễn đàn doanh nghiệp Ví Von thị trường bán lẻ Việt là cục nam châm hấp lực nhà đầu tư ngoại. Khi theo dự báo tới năm 2020, tốc độ tăng trưởng thương mại bán lẻ của Việt Nam sẽ đều đặn trung bình gần 12% một năm, quy mô lên tới gần 180 tỷ đô la Mỹ. Và theo nghiên cứu của hãng tư vấn AT Kearney tại Mỹ thì Việt Nam hiện đứng thứ 6 trên toàn thế giới về chỉ số phát triển thị trường bán lẻ. Báo cáo này khẳng định cửa hàng tiện lợi và siêu thị mini tại Việt Nam đang rất hot. rõ ràng, tiềm năng luôn đi kèm với thách thức thị trường hấp dẫn sẽ kéo theo nhiều đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là trong lĩnh vực chuỗi cửa hàng tiện lợi, đòi hỏi phải có sự trường vốn cực kỳ tốt, bởi không chỉ mở một hai cửa hàng, không chỉ là mở trong ngắn hạn mà có thể thành công được. Mà theo chuyên gia thì phải cần tới ít nhất là 800 cửa hàng và sau 5 đến 6 năm thì ít ra mới có thể thu hồi vốn. Một cuộc chạy đua marathon đường dài mà chắc chắn là những khán giả của cuộc đua này là chúng ta là những người tiêu dùng sẽ rất hài lòng.